Tuyết đang phủ trắng mặt sân Thường Châu. Một điều kiện hết sức bất lợi cho chúng ta. Và số 19 Nguyễn Quang Hải và cầu thủ chưa cao nhất theo cách bố trí của ông Park Hang-seo trận đấu ngày hôm nay vẫn là Nguyễn Công Phượng mang áo số 10. Chúng ta không thay đổi đội hình so với trận bán kết. Một trận đấu rất đặc biệt của huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà ông đã đưa hành trình của các học trò đi tới trận đấu cuối cùng. Và hy vọng rằng với những kinh nghiệm ở một nơi cũng thường có những trận đấu diễn ra dưới điều kiện tuyết rơi đầy, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ mang lại cho chúng ta những tư vấn và những chỉ đạo cần thiết. Trong hiệp đấu đầu tiên trên một mặt sân có lẽ giống nhiều hơn với sân của môn khúc côn cầu. Xuân Trường khi chơi bóng tại Hàn Quốc hay Công Phượng từng đá ở Nhật Bản có lẽ cũng đã từng trải nghiệm, nhưng để trực tiếp thi đấu thì có lẽ là chưa. Hiệp 1 của trận chung kết U23 châu Á năm 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã được bắt đầu. Công Phượng vẫn đang là cầu thủ của chúng ta. Rất hay Phạm Văn Đức, Công Phượng. Rất kịp thời, đó là pha phá bóng kịp thời của Tiến Dũng. Vừa rồi là một tình huống mà các cầu thủ Uzbekistan đã phối hợp với nhau tương đối mạnh lạc để tạo điều kiện cho chân sút Urin Boev băng xuống. Như vậy là Uzbekistan đã có bàn thắng. Trong một điều kiện thời tiết như thế này thì những tình huống cố định tỏ ra rất lợi hại. Một cách ghi bàn không thường thấy của Uzbekistan ở giải đấu năm nay. Và theo tôi nhớ thì đây mới là bàn thắng đầu tiên bằng đầu, cuộc thi bằng đầu của đội bóng này. Tôi có cảm giác là thủ môn Tiến Dũng có phần bị giật mình khi mà rất khó để quan sát thấy trái bóng trong điều kiện như thế này. Rất khó, đúng là như vậy. Tuyết rơi ảnh hưởng tới tầm quan sát. Pha ghi bàn của Asumatov. Trung bình thì các cầu thủ cũng không dám truyền sệt mà buộc phải truyền bóng lên, dẫn tới độ chính xác không được như mong muốn. Pha phá bóng rất dũng cảm của Bùi Tiến Dũng để hỗ trợ cho Văn Thanh. Quá khắc nghiệt với điều kiện thời tiết như này. Hoan hô Tiến Dũng. Một pha bắt không dính bóng, nhưng trong điều kiện thời tiết như hiện tại thì đó vẫn là một pha cản phá tốt. Đỗ Duy Mạnh đang quan sát. Đức Huy rất hợp lý. Xuân Mạnh. Tiếp tục là Xuân Mạnh. Vẫn là Xuân Mạnh. Phạm lỗi rồi. Như vậy trọng tài thổi phạt Phạm Xuân Mạnh. Xuân Mạnh định tạo ra yếu tố bất ngờ trong pha xâm nhập vừa rồi. Uzbekistan giữ nguyên đội hình so với những cầu thủ đã ra sân loại U23 Hàn Quốc và vượt qua Nhật Bản ở vòng tứ kết vào bán kết. Tuyết rơi càng lúc càng dày hơn. Cho đến lúc này, trong một điều kiện thời tiết như vậy mà chúng ta vẫn có được những pha xử lý tốt là một điều rất tuyệt vời. Cả U23 Việt Nam và Uzbekistan đều khởi đầu giải đấu năm nay bằng một thất bại, nhưng sau đó thì càng thi đấu cả hai đội đều Uzbekistan phản công. Xuân Mạnh rất tốt, đó là Đình Trọng. Quá hay, những pha xử lý cực kỳ tốt của Đình Trọng trong một điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt và khiến cho những
bậc thầy kỹ thuật của Uzbekistan cũng không giữ được sự bình tĩnh. Có lẽ sẽ có thể phạt dành cho số 8 Yassiboev một hành vi thiếu fair play. Cầu Phương bỏ bóng rất hay. Vẫn tiếp tục là Cầu Phương. Tiến Dung không có penalty. Sơn Mai dứt điểm vẫn còn. Phan Văn Đức không thể chạm được vào bóng trong tình huống vừa rồi. Công Phượng, bóng đã trở lại với quyền kiểm soát của U23 Việt Nam. Số cầu thủ đã không giữ được bình tĩnh nữa. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra gần như là ngay lập tức dành cho số 7 Samborekov. Tốc độ rất tốt của số 9 Orinbev bên phía Uzbekistan. Rất hay. Xuân Trường đọc tình huống cực nhanh. Quang Hải và phối hợp với Công Phượng. Quả đá phạt trực tiếp cho U23 Việt Nam. Và hy vọng là đây. Chúng ta có rất nhiều cầu thủ có khả năng thực hiện tốt quả đá phạt ở cự ly này. Đó là Quang Hải, đó là Xuân Trường, và đó là Công Phượng. Trực tiếp vô cùng quý giá này. Và để chắt chiu nó thì Văn Thành còn hỗ trợ các đồng đội dọn tuyết để đảm bảo vị trí xuất phạt được tốt nhất. Vừa rồi các cầu thủ của chúng ta đã làm thay công việc của những nhân viên dọn mặt sân. Hy vọng chúng ta sẽ được đền đáp với cơ hội này. Quang Hải, Xuân Trường là hai cầu thủ đang đứng trước cơ hội để chúng ta có bàn thắng gỡ hòa. Quang Hải đá. Quá tuyệt vời. Một đều trong trận. Chúng ta đã được đền đáp. Phải nói là như vậy, những nỗ lực từ đầu trận và một cơ hội mà chúng ta đã biết cách chắt chiu, đã biết cách để nâng niu nó. Anh Dung có thấy không, khi chúng ta được quả đá phạt, ông Park Hang-seo đã ra ký hiệu và tôi hiểu rằng đó là một sự chỉ định người xuất phạt. Và đó là những cái ký hiệu mà ông và các học trò đã liên lạc với nhau rất nhiều lần. Và hãy cùng thưởng thức khoảnh khắc Quang Hải với một siêu phẩm dưới trời mưa tuyết ở Thường Châu. Và sức nóng chắc chắn đã được đẩy lên cao hơn rồi. Bàn thắng thứ 5 của Quang Hải ở giải đấu năm nay. Điểm 10 cho bàn thắng này ở đường cong quá hoàn hảo của nó tạo ra. Tôi nghĩ là những thủ môn giỏi nhất thế giới cũng không thể cản được cú sút này của Quang Hải. Treo bóng vào đúng góc cao và chúng ta thấy là thủ môn Uzbekistan đã bay hết cỡ rồi nhưng không có cách nào để với tới bóng cả. 4 phút là thời gian đá bù cho hiệp đấu thứ nhất. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Phan Văn Đức. Tiến Dung cực kỳ chính xác. Ngày mai là sinh nhật của Tiến Dũng rồi và hy vọng anh cùng với các đồng đội sẽ có một món quà tuyệt vời. Hiệp 1 của trận chung kết đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và đó là hiệp đấu rất thành công của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam là ông Park Hang-seo. Chúng ta vừa theo dõi lại một hình ảnh rất đẹp trước khi Quang Hải thực hiện cú đá phạt. Sát bằng tỷ số chúng ta thì các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần đồng đội, thì cúi xuống để dọn dẹp tuyết trên mặt sân giúp Quang Hải có thể thực hiện cú sút thuận lợi hơn. Các cầu thủ của chúng ta đã cởi bỏ tấm áo khoác và sẵn sàng bước vào hiệp 2. Hiệp 2 đã bắt đầu và U23 Việt Nam của chúng ta bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Văn Thành, Tiến Dũng. Trọng tài thổi phạt cầu thủ của Uzbekistan.
Tổ trọng tài của trận đấu này đang điều hành trận đấu một cách rất chính xác. Đó rõ ràng là một tình huống phạm lỗi. Đội bạn cũng tích cực áp sát trong hiệp 2 này. Và chúng ta phải hạn chế những khoảng trống dành cho các cầu thủ Uzbekistan. Thách thức là rất rõ trong điều kiện thời tiết như hiện tại. Không vào. Rất khó để các thủ môn có thể bắt dính bóng trong điều kiện thời tiết như thế này. Lần này là một pha đổ người kịp thời của Tiến Dung. Duy Mạnh. Rất nguy hiểm. Không vào. Bùi Tiến Dũng sau đó đã sửa sai cho một pha xử lý của Duy Mạnh. Nhưng trọng tài cũng đã thổi phạt tiền đạo của Uzbekistan. Dưới điều kiện mặt sân này, Duy Mạnh cần phải xử lý đơn giản hơn, quyết đoán hơn là pha bóng vừa rồi. Rất nhanh và cực kỳ chủ động, công phượng. Tiến Dũng. Một tình huống mà tưởng như chúng ta đã phải nhận bàn thua rồi, nhưng pha đổ người của Tiến Dũng là xuất sắc. Một cú đổ người không khác gì một pha cản phá penalty của Bùi Tiến Dũng. Xuất sắc. Rất hay, vẫn là cú đá bóng chính xác của Tiến Dũng. Dứt điểm tuyệt vời. Không chính xác. Ông Park Hang-seo rất trông chờ vào những tình huống như vậy. Cho đến lúc này thì trọng tài quan sát rất kỹ những diễn biến trên sân và luôn đưa ra những quyết định chính xác. Lỗi rồi. Chúng ta rất cần những quả đá phạt như thế này. Sirikov, Uzbekistan phản công. Tiến Dũng chọn giải pháp an toàn. Hoàn toàn hợp lý. Một quả tạt bóng bất ngờ hướng thẳng vào khung thành của Bùi Tiến Dũng. Trong khi thủ môn của chúng ta cũng đã đang dâng lên có phần hơi cao, nhưng vẫn kịp lùi về để thực hiện cú đẩy bóng an toàn. Hoàn hồi Tiến Dũng. Lại một pha đỡ bóng hay nữa của Tiến Dũng. Nguy hiểm quá, áp sát đi, may quá không vào. Rất may, rất may. Một khoảnh khắc thoát tim. Như vậy là chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ 3 liên tiếp phải đá hiệp phụ. Và thậm chí so với hai trận đấu trước, khoảng thời gian của chúng ta còn nhiều hơn vì có khoảng thời gian bằng một hiệp đấu để ban tổ chức dọn thuyết trên sân. Liên tiếp kể từ vòng tứ kết, U23 Việt Nam phải thi đấu thêm thời gian của hai hiệp phụ. Và như vậy là chắc chắn các cầu thủ của chúng ta sẽ thi đấu tổng thời gian 630 phút ở giải đấu lần này, có lẽ cũng là một kỷ lục. Hiệp phụ thứ nhất đã được bắt đầu, và trong hiệp phụ đầu tiên, U23 Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Xuân Mạnh. Cơ hội cho chúng ta. Phan Văn Đức. Quang Hải. Quang Hải. Hà Đức Trinh. Quả đấm bóng của Bùi Tiến Dũng
tìm cơ hội sút xa, không vào. Anh Dũng có thấy không, ngay cả quay phim của trận đấu cũng khó để quan sát được hết đường bóng vì thời tiết với mưa tuyết dày và không kịp theo tình huống vừa rồi. Nhưng Tiến Dũng thì vẫn kịp quan sát. Xuân Mạnh. Hết hiệp phụ đầu tiên. Hiệp phụ thứ hai vừa được bắt đầu. Trong hiệp phụ thứ hai này thì các cầu thủ chúng ta bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Giải đấu tiền AFF Cup 2018. Cơ hội cho chúng ta, Quang Hải. Quang Hải quan sát thấy thủ môn của đội bạn lên cao. Và cũng dễ hiểu, trong một điều kiện thời tiết như thế này thì mọi cầu thủ đều muốn phiêu lưu với những cú đá như vậy. Bùi Tiến Dũng. Lỗi rồi. Rõ ràng ông Park Hang-seo hoàn toàn có lý khi tăng Tiến Dũng vào sân. Vẫn là Xuân Trường. Đường chuyển cho Đức Chinh. Hà Đức Chinh. Đức Chinh với Hồng Duy di chuyển. Hồng Duy phía trong. Đức Chinh. Sớm hơn nè. Vẫn là Đức Chinh. Vẫn còn. Tuyến hai. Tuyến hai. Cơ hội. Xuân Trường bình tĩnh. Tiếp tục là Xuân Trường. Cú tạt bóng vào trong. Đánh lên đâu. Wow. Pha mạnh người đánh đầu của Hà Đức Chinh. Pha xử lý này của Xuân Trường là rất bình tĩnh. Quang Hải. Quang Hải. Đường chuyền. Lướt vào Hồng Duy. Cầu thủ vào sân rất cao. Có thể trong ít phút tới Uzbekistan sẽ làm mọi cách để đưa bóng đến khung thành Bùi Tiến Dũng thật nhanh. Uzbekistan tung Sidorov vào sân là có ý đồ rất rõ ràng bởi chiều cao tốt cầu thủ này. Như vậy là Uzbekistan đã có bàn thắng. Và đó chính là người mới được tung vào sân. Rất đáng tiếc cho chúng ta. Như vậy là ông Abubakar đã nổi còi kết thúc trận chung kết giải U23 châu Á. Và Uzbekistan là đội trở thành nhà vô địch của giải đấu năm nay. Nhưng với tất cả chúng ta, U23 Việt Nam vẫn là một nhà vô địch. Chắc chắn là như vậy. Xuân Trường cùng với các đồng đội đã chiến đấu tuyệt vời trong một trận đấu mà có quá nhiều nghịch cảnh dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Và một chút tiếc nuối nếu như chúng ta trụ vững được thêm một vài giây nữa thôi. Quang Hải, các bạn là nhà vô địch trong lòng chúng tôi. Trận đấu đã kết thúc và bây giờ chúng ta đã có một trận đấu, một giải đấu thật tuyệt vời. Quang Hải, cảm xúc bây giờ thế nào? Thật sự đối với em và toàn đội bây giờ thì cảm thấy hơi tiếc nuối. Đây là một giải đấu tốt nhưng mà bọn em nghĩ là bọn em còn có thể làm được tốt hơn như vậy. Thật sự là để nói lời với khán giả thì em không còn gì để nói vì thật sự khán giả quá là nhiệt tình và quá là tiếp cho em rất là nhiều động lực để em thi đấu trên sân. Em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam và người hâm mộ đã qua đây để ủng hộ cho đội bóng. Thật sự đây là một giải đấu rất là đáng nhớ đối với em và em sẽ phải cố gắng nhiều hơn ở những giải đấu tiếp theo. Chúng ta rõ ràng vẫn hoàn toàn có thể tự hào với những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện ở giải đấu năm nay. Rất đáng tự hào.
rất đáng tự hào, vì thực tế là khi bóng lăn tôi không thể nghĩ nổi là chúng ta sẽ đá thế nào trong điều kiện như là trên sân khúc côn cầu trên băng như vậy, nhưng chúng ta đã chơi tuyệt hay.